Giải pháp an ninh mạng trong nước. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 14 trên công ty TTG về việc tăng cường bảo đảm an toàn an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Chỉ thị cho biết, thời gian vừa qua, hành lang pháp lý về an toàn an ninh mạng của Việt Nam từng bước được hoàn thiện, tuy nhiên, việc hướng dẫn thi hành pháp luật về an toàn an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và chế tài xử lý vi phạm còn chưa đầy đủ. Ngoài ra, việc xây dựng ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm về an toàn an ninh mạng còn hạn chế. Trong năm 2018 và đầu năm 2019 đã xảy ra một số cuộc tấn công mạng có chủ đích, đánh cắp thông tin bí mật nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, xếp hạng của Việt Nam trong báo cáo chỉ số an toàn an ninh thông tin toàn cầu Global Cyber Security Index, sau đây gọi tắt là GCI của Liên minh Viễn thông Quốc tế, International Telecommunication Union, sau đây gọi tắt là ITU, còn chưa cao. Theo xếp hạng chưa chính thức tháng 3 năm 2019, cho giai đoạn 2017-2018, Việt Nam xếp thứ 50 trên 194 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá đứng thứ 5 trên 11 trong khu vực Đông Nam Á. Từ thực tế trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức Doanh nghiệp nhà nước cần triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên, góp phần cải thiện hơn nữa xếp hạng của Việt Nam trong GCI. Thủ tướng cũng chỉ thị ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử. Các cơ quan chức năng phải bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin. Trong trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Sử dụng và quản lý khóa bí mật, USB token, của chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ, chứng thư số, các giải pháp mã hóa của ban cơ yếu chính phủ theo đúng quy định.